khóc nức nở khi gặp công an livestream trên giường bệnh. Nam em đang làm gì? Nam em đang đóng cả hai vai bệnh nhân và bác sĩ trong cuộc sống hiện tại của mình. Tiếc là cả hai vai đó đều không hề tròn trịa. Hàng loạt hành vi bất thường gần đây của nam em đang khiến dư luận có những phản ứng trái chiều. Số ít tỏ ra thông cảm lo lắng cho tình hình sức khỏe của nam em, nhưng phần lớn ý kiến lại nghiêng về chỉ trích, chế nhạo và giễu cợt. Một nghệ sĩ bất bình thường trong mắt đám đông. Quả thật, nếu nhìn nam em dưới góc độ một nghệ sĩ, một người nổi tiếng, người ta sẽ thấy cực kỳ khó hiểu và phản cảm với những gì cô gái này làm. Livestream trên giường bệnh để mong khán giả quan tâm tới mình hơn, khóc nức nở vì bị va chạm với cảnh sát giao thông giữa đường, giải thích liên thuyên về sứ mạng thế giới hay hàng loạt chuyện tương tự trước đó. Rõ ràng đó không phải hành vi của một người tỉnh táo. Nhưng bởi cô vẫn đang hoạt động trong ngành giải trí, vẫn đang là nghệ sĩ, nên rất nhiều khán giả vẫn nhìn cô dưới góc nhìn showbiz là chiêu trò, lại làm lố, là chuẩn bị ra sản phẩm tiếp đây. Xét cho cùng thì dư luận có quyền hoài nghi. Bởi những thứ chiêu trò trong showbiz vốn có đủ hình dạng, đủ sắc màu, tạo sự chú ý theo cách chẳng giống ai, cũng chẳng phải điều gì lạ lùng, nhất là khi những người showbiz có nhu cầu thu hút sự quan tâm. Khùng là thứ bệnh giúp tôi trường tồn, phát ngôn khiến người ta phải nghi ngại về sức khỏe tinh thần của nam em, cũng như những mục đích phía sau. Bản thân nam em vẫn đi event đóng quảng cáo ra sản phẩm, thậm chí nhiều đoạn quảng cáo còn tận dụng phong cách không bình thường của nam em để trở nên độc đáo. Vậy nên người ta có lý do để mà nghi ngờ nam em chỉ đang diễn hoặc chiêu trò, chứ không đáng được thông cảm quan tâm. Nam em đảm đương một lúc cả hai vai bệnh nhân và nghệ sĩ. Bản thân nam em và những người thân thiết của cô từng nói về chuyện cô bị bệnh. Thực ra không cần phải nói, nhiều khán giả có thể nhận ra sự bất bình thường trong tư duy của nam em. Cách cô không kiểm soát được lời nói ngay trên sân khấu hay lúc livestream, cách luyên thuyên về những điều khó hiểu như giải cứu thế giới hay sứ mệnh của mình có thể hiểu được như một dạng bệnh. Những biểu hiện của nam em khiến nhiều khán giả cảm thấy hoang mang và khó hiểu, nhất là khi cô vẫn hiện diện trong showbiz như một nghệ sĩ không phải bệnh nhân. Những clip nam em tự quay mình nhảy múa cùng chiếc thìa, biểu cảm khó hiểu trên gương mặt hay những màn thể hiện ngoài kịch bản trên truyền hình không hề giống với một người bình thường, đừng nói là nghệ sĩ. Dù thừa nhận bệnh tật, thậm chí biết rõ về tình trạng của mình, nhưng nam em vẫn đồng thời đóng cả hai vai, bệnh nhân và nghệ sĩ. Tiếc rằng cả hai vai trò đó đều không tròn trịa, khán giả rất khó chấp nhận một người không bình thường trong vai nghệ sĩ và một người nổi tiếng lại cư xử như một bệnh nhân. Cũng vì vậy, nam em đang ở trong tình thế oái oăm, một bệnh nhân khó thông cảm và một nghệ sĩ chẳng được mấy người mến mộ. Nên chăng, đã tới lúc nam em và những người bên cạnh lựa chọn làm tốt chỉ một điều, đã là bệnh nhân đừng làm nghệ sĩ, và nếu là nghệ sĩ hãy suy nghĩ và hành động như một người bình thường trước đã.